Đó là những diễn biến tại Trung Quốc. Còn thưa quý vị, tại Đức, trong bối cảnh khi mà nước này đang tiếp tục phải đối mặt với số ca lây nhiễm cao ở trong cộng đồng, đe dọa gây áp lực cũng như là quá tải lên hệ thống y tế và việc xuất hiện thêm các ca biến thể Omicron, thì Thủ tướng tương lai đã tuyên bố rằng Đức có thể áp đặt quy định bắt buộc tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ gây ra những chia rẽ trong số người dân. Phát biểu với kênh truyền hình Bild của Đức, ông Olaf Scholz, thủ tướng tương lai của nước này cho biết chính phủ muốn quy định tiêm chủng bắt buộc sẽ sớm được ban hành và ông đề xuất có thể bắt đầu từ tháng 2 hoặc tháng 3 năm 2022. Ông Scholz cũng ủng hộ việc áp đặt quy tắc 2G đối với khách hàng tại các cửa hàng bán lẻ, nghĩa là chỉ những người đã tiêm chủng hoặc đã phục hồi sau khi mắc COVID-19 mới được phép đến mua hàng. Tuy nhiên, quy định này sẽ không áp dụng đối với các hiệu thuốc. Trước thông tin trên, người dân Đức đã có những ý kiến trái chiều. Ban đầu tôi tin rằng mỗi người có quyền quyết định về cơ thể mình, nhưng giờ thì không may là không còn cách nào khác để thoát khỏi đại dịch. Tôi phản đối quy định bắt buộc tiêm vaccine vì mỗi người nên được lựa chọn tiêm hay không tiêm. Trước đó, Hiệp hội Y tế Liên bang Đức cũng kêu gọi áp đặt quy định tiêm chủng bắt buộc nhằm chấm dứt việc tái áp đặt lệnh phong tỏa nhiều lần, vốn tác động lớn đến các hoạt động kinh tế, xã hội.